Mỹ Tuyến xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của SBTN. Hiện tại Mỹ Tuyến đang ở Mountie Showroom để dự một cái buổi dạ tiệc khiêu vũ của Hoàng đế Ashoka, là do trường trung học Phật giáo đầu tiên của Úc Châu, Pau Buddha School ở Canley Vale tổ chức. Và hôm nay là ngày thứ 7, ngày 15 tháng 11 năm 2014. Đêm nay sẽ có rất là nhiều tiết mục đặc sắc khác nhau do những cái sắc tộc khác nhau tham gia và ủng hộ ngôi trường này của chúng ta. Và Mỹ Tuyến xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây. Tonight, our theme of King Ashoka is about honoring those with a generous heart, kind speech, and a life of service and compassion. The Buddha taught that these qualities are the qualities which renew humanity. We've got low-income earners, and that's why we need to invest in our schooling. In our local city, we have more than 13 high schools and more than 36 primary schools. We are very lucky in Australia. We have a great education system. He slaughtered all his enemies and nearly all his family. Except for his favourite queen. But one day, King Ashoka saw, tortured in boiling oil, a monk still blissful and serene, and to Lord Buddha loyal. Then King Ashoka changed his empire's laws, so that his people learned the path of Dharma, to practice loving kindness and make peace, to strive for better karma and nirvana. Ashoka's great conversion. Sydney. Mỹ Tuyến xin trân trọng kính chào quý vị khán giả.